Chào cả nhà. Bữa nay dạy Hương nấu một món tàu hủ kho rau củ. Nhà chị Phượng đó là gần nhà của Hương á, nên là mấy nay là Hương về quê nè, xong rồi cái tự nhiên bữa nay thèm ăn chay, cái nhờ chị Phượng xuống là chỉ cho Hương làm cái món rau củ kho chay. Rồi thêm món gì nữa chị? Sườn non chiên, sả ớt. Quá trời rau củ luôn. Mấy nay ngán thịt cá rồi, Tết xong ngán thịt cá, giờ ăn gì cho thanh đạm nè. Nấm rơm nè, cà rốt nè, củ hoa với củ cải trắng, củ cải đỏ này, tỉa hoa. Nhà chị Phượng gần nhà Hương nên là lâu lâu rảnh là sẽ rủ chị Phượng xuống chơi. Rồi chị Phượng biết nấu món gì thì Hương sẽ nhờ chị Phượng nấu cho nhà của Hương thưởng thức luôn, rồi sẵn quay lại chia sẻ với mọi người luôn nha. Không biết là mọi người ăn Tết có vui không nè, comment cho Hương biết nha. Mấy bữa nhà chị Phượng là ăn Tết tới mùng mấy là hết chị Phượng? Mùng 4 hết à? Ăn tới mùng 4 là ngon rồi, chứ nhiều nhà là qua mùng 1 là thấy hết Tết rồi. Hết lễ còn ăn hoài đó. Còn mùng là còn ăn ha. Sao củ hoa người ta trồng nữa, em thấy nó mướt dữ rồi ta. Củ hoa này phân thuốc lắm nha. Vậy chị? Là mình phải xịt thuốc thì nó mới được gì hả chị? Còn không xịt là nó bị xấu quắc luôn. Kiểu nó cứ uống éo uống éo. Thuốc phân dữ lắm à. Hay là bị con sâu nó chích. Nghe nói chị Phượng là trồng rẫy giỏi lắm hả chị Phượng? Là từ nhỏ rồi đã trồng rồi đúng không? Đó ba má chị trồng rẫy. Chuyên trồng rẫy hả? Bữa sau làm bánh bèo ăn chị Phượng ơi. Bữa sau làm bánh bèo ăn đi. Cái bánh mà nãy chị diễn tả đó, bánh đó như ngoài chợ mình không có bán đâu á. Xíu chị ngày xưa có bà này bà bán. Vậy hả? Ngon lắm, ăn loại đó nó ngon. Nó ngọt ngọt đúng không? Ngọt ngọt hình như ở đậu xanh đó. Ăn nó béo béo rồi chị, ăn nó tốt luôn đó. Ngon. À còn cái bánh bèo mà nãy chị em nói trong cái lon bia là khác nữa hả ta? Mình đổ nước cốt với lớp là khác nữa. Là cái bánh như chị nói là phải có khuôn không? Có chứ. Dịch dịch đó. Thơm không? Em nói mấy món ăn chay mà hồi trước ở chỗ chợ em có dì Tám á chị Phượng. Chị biết dì Tám không? Tám Dương á. Trời ơi, làm mấy đồ chay hả? Ngon lắm chị. Những người mình ta biết nấu đồ chay á, ăn ngon lắm nha. Không có thua gì đồ mặn đâu. Thịt nó tươi vô. Để ít bột ngọt thôi ha, đổ dừa thôi ha. Dạ, ít bột ngọt. Cái này con trái dừa tư vô nó là ngon luôn. Dừa tư, nhà em hết. Gửi đi. Chị đi lấy nước. Rồi chị lấy miếng bột ngọt vô, đường vô. Tỉa bông mới nhìn thấy đẹp liền ha. Để ra có bằng trắng. Bò kho chay là người ta để củ cải đỏ này nè, với khoai tây. Bò kho chay là nấu bằng gì chị? Mình mua thịt dê, kêu thịt dê á. Lại kêu bán lại thịt dê chay á. À có luôn hả? Rồi về mình mua gia vị mình ướp.
chấm bánh mì, chắc mình chấm bánh mì em với bún. Nhà chị Phượng đạp xe ra đây chắc cỡ 5 phút chứ mấy chị Phượng? Hơn à. Hơn 5 phút hả? Đạp xe đạp hả? Đi xe máy nhanh hơn. Món sườn non xào xả ớt. Mình ngâm như nở xong rồi mình xé hả chị? Ừ. Chị Phượng là nấu mấy món chay cũng ngon lắm á. Nãy em tưởng đâu ít giờ ngâm ra thấy nở nhiều quá. Cái gì cưng? Hết rồi, chị xé hết rồi. Nãy không nói đâu. Bây giờ làm vừa đủ ăn hay gì nè, vừa bớt lại. Trời, tao xấy ngon lắm kìa mày. Để 10 năm chứ hư. Ghê vậy? Tỏi mà để tới 10 năm luôn hả? 10 năm chứ hư. Để mỗi lần ấy bực bội lắm. Làm sẵn hủ ha. Mình ướp đồ dễ. Chị Phượng là bình thường là buổi sáng là chị Phượng sẽ bán cái gì chị Phượng? Uống riêu chứ gì nữa? Uống riêu không món. Có một món hả? Lâu lâu có đổi món không? Có, hủ tiếu. Hủ tiếu. Cơm. Cơm. Ngán thì mình đổi món. Chị bán đồ ăn sáng hả mọi người, bán gần nhà. Cho nó dần dần chắc cho mình tiêm. Này cho bột nải chị. Ừ, bột nải. Có làm viên chay không? Có phải là ngọt thì đấy. Bộ cho đường nè. Không tết có làm cho giòn vậy. Có thế là không đủ ăn luôn. Đây cô Tư. Cô Tư của nhà Hí nè. Để đường nữa nè. À, ướp vô cái sườn. Trộn đi. Này do củ chín chưa nè. Cái muỗng cưng nãy nhìn đâu. Chín lên hai chứ? Chín rồi, mình bỏ hành vô nè. Hành vô trước. Rồi xanh bỏ chưa. Bỏ hấp dẫn luôn. Mình cũng hấp dẫn nha. Mình bỏ chút xíu. Đây nãy giờ mới thấy cô Ba xuất hiện nha mọi người. Cô Ba nãy giờ mất làm ba mắm. Anh là mời bán. Dạ muốn mời bán. Alo mọi người. Mùng 6 là bắt đầu giao hàng trở lại đó nha mọi người. Ai mua hàng nhà Hí thì nhớ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho Hương nha. Hương có nhiệm vụ là chốt đơn. Chị ướp cả ớt với tỏi vô luôn hả chị Phượng? Khỏi chút chiên với cả riêng. À, em tưởng đâu là mình chiên xong mình ướp hả chị? Nè em lấy cái này nè, cho nó được nhiều vô. Để nghe vô. Để nghệ vô ngon. Nó nghệ nhìn nào đẹp quá chị. Chả đi em ấy cái vị miếng nữa là chiên luôn rồi. Nè dưa xả nè. Chiên cho nó giòn luôn rồi đó. Cho nó ngon luôn rồi đó. Có tỏi, có sả, có ớt. Nhưng chấm nước tương là vừa luôn đó. Ngon. Lâu ăn món lạ ngon. Ngon quá chị Phượng ơi. Nhìn đơn giản nhưng mà ngon nha mọi người. Cái này cũng làm nhiều thứ lắm nè. Cái này làm được nhiều món. Dốt gì bó đòn chai nữa. Đòn chai hay là Ngọc ơi, ăn món này nhớ Quốc Minh.
rồi xong rồi phải không? Xong rồi chi cái này Ngọc. Còn hai mẻ nữa. Muốn cho được hết lúc hả chị? Nhiều quá nó không có đều. Đặt lên đó. Xong rồi nha. Ngon chứ? À, ngon mẹ. Cả nhà ơi, ăn nó giòn giòn, béo béo, ngọt ngọt. Ngon mẹ. Nhớ em tôi làm bữa nay tuyệt vời lắm nè. Đó giờ bếp ra đó. Nay mình già cả rồi, giờ mình nhường em út lên phụ ha. Giờ mình đi lo làm mắm muối mới nè, đặng mơ kiếm tiền. Có mắm đặng bán mơ kiếm tiền đó cả nhà ơi. Thì giới thiệu đi, năm nay có mắm gì? Năm nay hả? Có mắm lóc, mắm chốt, mắm linh, mắm sặc. Mà mắm gô năm nay không có. Cá không có. Giờ không có mắm gô đó nghe cả nhà. Mấy hôm trước là có nhiều cô chú hỏi là sao không thấy mẹ bán mắm nữa. Rồi mình nghĩ thời gian đi trị bệnh đó cả nhà ơi. Đâu rồi, mà ham nghề lắm, nó nhức khớp á. Ham nghề lắm, cái hết rồi bắt đầu làm tiếp tục nữa nè. Mà giờ nó cũng chưa hẳn là tiệt. Lâu lâu nó còn mỏi mỏi đó. Mà mình cũng vẫn yêu nghề làm hoài vậy đó. Khỏe gì vậy, rất là khỏe. Tại vì mỗi buổi sáng là sao đó mẹ? Mỗi buổi sáng tập thể dục. Đâu tập sao đâu, tập sao đâu. Tập chứ lắm cả nhà ơi. Đủ môn hết á. Cho nên nó mới hết á, uống thuốc hoài nó không hết. Rồi mình tập nó hết, nó nhức xương sống, nó nhức đầu gối. Rồi bây giờ tập rồi, xương sống giờ nó hết rồi mỏi, rồi đầu gối lâu lâu nó còn hơi mỏi, giờ mình gắng tập. Tập này cũng tính ra cũng 5-6 tháng nay rồi đó, giờ nó khỏe. Bởi vì nay nhìn... ăn được, ngủ được. Nhìn gương mặt rất là sáng nha. Hồng hào. Đúng rồi. Rồi phải chăm chỉ, phải siêng tập nha, chứ đừng bỏ nha. Ngày nào cũng phải tập hết trơn đó. Tập khỏe dữ lắm. Ngủ ngon thôi mẹ. Ngủ ngon vô là ngủ à. Hồi đó ngủ không được, cả nhà vô lăn hoài. Ôm cứ ôm, thảy đây, thảy kia, thảy hoài. Ngủ được. Cái ghét cái mắt cái thâm quầng luôn, người ta nói bộ ngực Khmer hả? Tôi nói là đúng rồi, Khmer rồi. Nó thâm quầng luôn á. Là tính là nghỉ làm mắm luôn ha mẹ. Nghỉ làm mắm mà nó bị bệnh hoài á. Rồi giờ mẹ chuẩn bị làm gì đây, thấy mặt áo giờ đi hay là múc mắm ra đằng trao đằng bán đó. Mắm mắm lóc, giờ mắm lóc mùng 6 là bắt đầu giao trở lại được rồi. Mùng 6 là mình giao. Mình giờ mắm lóc ra. Rồi mắm lóc đồng mình ngon tuyệt vời luôn cả nhà. Vậy là đợt này có mắm lóc đồng hả mẹ? Rồi đường thốt nốt này kia với dầu dừa ai cần thì nhắn cho Hương luôn nha. Nói giờ ai cần thì có đó, dầu dừa thuốc nốt mật ong. Rồi giờ xin đi mà mặc móc mắm nha cả nhà. Có người ăn dụng nè. Ngon quá. Ngon quá chị, lên màu vàng đẹp quá trời. Rồi mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Đây là bữa cơm trưa. Ai thích ăn thanh đạm thì mình có nấu, nhờ chị Phượng nấu hai món chay. Còn nhà mình thì ai không thích thì vẫn ăn mặn bình thường nha. Là thường á, người ta chiên xong người ta sốt lên á. Người ta sốt lên cái gì hả? Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Giờ thì nhà của mình sẽ ăn trưa nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.